Mình là Vi, mình là làm về content và marketing ở đây. Mình tên là Minh Tuệ, mình làm ở phòng sales công ty Legend. Em tên là Phương, đang làm ở vị trí thiết kế. Mình tên là Huỳnh Anh và đang làm mờ cờ. Mình tên Hoàng và đang làm vị trí cameraman ha. Mùa này nè, em sẽ thích mùa đông nhất trong năm. Tại vì hè được thường thì sẽ được nghỉ nhiều. Tại vì mùa xuân có nhiều hoa nở và được nhiều người đi xì. Đặc biệt là được đi chơi với người yêu. Ủa có người yêu rồi hả? À, nói chung là chưa có nhưng mà em ao ước vậy thôi. Ao ước gì thôi. Sẽ chuẩn bị cùng nhà thờ, trang trí văn phòng hoặc là trang trí trong nhà thờ đó. Về cá nhân của em thì em sẽ đi làm đẹp cho mình nè. Bây giờ về công việc thì em phải cố gắng chạy cho hết deadline của sếp giao. Anh là phải dọn dẹp lại nhà cửa rồi, với lại sẵn tiện em trang trí tại cái nhà của mình cho nó sơm sơm có không khí Giáng sinh xí. Mọi người chuẩn bị Giáng sinh như thế nào thôi. Noel này thì mình sẽ vào những cái bar hoặc là đi ra phố Bùi Viện để hưởng ứng cái phong trào. Rồi những chỗ mà trang trí Noel đẹp ở ngoài Sài Gòn nổi tiếng thì mình sẽ đi hết thôi. Đi ai? Đi với gia đình và bạn bè. À, được thì chắc anh đi là lãng người yêu. Em chúc mọi người với lại người yêu thương của em sẽ có nhiều vui vẻ, có mùa Giáng sinh đầy niềm vui, hạnh phúc, ấm áp, luôn luôn được bình an, ấm áp và thành công hơn trong cuộc sống. Giáng sinh vui vẻ. Thì nhân cái dịp lễ này thì em muốn gửi lời chúc tới mọi người và những người yêu thương của em thì có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ và hạnh phúc.